Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Học Toán. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một vấn đề rất khá thú vị, đó là điểm rơi của bất đẳng thức Cauchy. Thế thì không phải là bất đẳng thức Cauchy mà nhiều các bất đẳng thức khác. Thì các bất đẳng thức việc chứng minh nó được chúng ta định hướng và thường thường là dựa vào điểm rơi để chúng ta thiết lập các đánh giá. Vậy cái việc tìm điểm rơi của bất đẳng thức Cauchy như thế nào? Thì có một số bạn đang trăn trở, một số bạn khó khăn. Bây giờ thầy giới thiệu các em cách tìm, và cách tìm nó dễ như ăn kẹo các bạn nhé. Đó là tìm điểm rơi. Đấy, các bạn thử này, đảo đổi bài toán này, cho a lớn bằng 3, b là biểu thức là a bình cộng a cộng 1 thế nào. Bây giờ tìm giá trị nhỏ nhất của b. Thế đầu tiên các bạn định hướng như thế nào? Để tìm giá trị lớn nhỏ nhất của b thì các em phải tạo ra một cái đánh giá là b lớn bằng một cái m, tức là phải tìm một cái tham số m này, trả cho p lớn bằng m và dấu bằng sẽ ra được. Và xin lỗi, đấy là cái hằng số không ạ? Hằng số. Thì lúc này cái hằng số này chính là cái giá trị nhỏ nhất của p, mid p. Đấy, bạn nhá. Và đây có rằng là đánh giá tổng này, đánh giá tổng. Đánh giá tổng. Mà các số dương thì gửi chúng ta đến là bất đẳng thức. Thì Cauchy. Các bạn nhé. Để các bạn nhớ lại bất đẳng thức Cauchy cho hai số này. A cộng B lớn bằng 2 căn AB. Với AB là những cái số lớn bằng 0. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là điểm rơi là khi A số bằng nào bằng nhau. Điểm rơi là dấu bằng xảy ra. Đấy, cho đó các bạn nhớ là điểm rơi bất đẳng thức Cauchy là khi A bằng B. Đây gọi là điểm rơi. Điểm rơi khi dấu bằng xảy ra. Điểm rơi. Đấy. Thế thì trên kênh của thầy cũng có một số bài giảng về điểm rơi rồi, nhưng mà thầy hôm nay nói cho các bạn thấy kỹ hơn về cái điểm rơi bất đẳng thức Cauchy. Đấy, nên nhớ là cái điểm rơi khi biến thay đổi. Đấy, các bạn nhớ là khi biến thay đổi điểm rơi có thể khác đi. Đấy. Nếu giả sử mà A bằng lớn bằng 1 thì ta chỉ cần áp dụng Cauchy vào đây là đủ. Đấy. Là khử được A. Đấy. Nhưng mà để A lớn bằng 3 thì lúc này giả sử mà áp dụng Cauchy vào đây thì khi dấu bằng xảy ra, áp dụng Cauchy 1 trên A vào đây. Đấy, 1 A cộng 1 trên A vào đây. Thì đây sẽ bằng lớn 2. A nhân với 1 trên A thì sẽ bằng 2. Và dấu bằng xảy ra khi vậy chỉ khi hai số này bằng nhau, tức A bằng 1. Nhưng A bằng 1 ở đây thì không thỏa mãn. Đấy. Vì sao? Vì ở đây là A lớn bằng 3 các bạn. Đấy. Cái A của chúng ta đây là lớn bằng 3. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Do đó đánh giá như thế này không đạt kết quả. Không có dấu bằng. Không. Dấu bằng không xảy ra, tức là không thỏa mãn điểm rơi. Không theo điểm rơi này. Theo điểm rơi. Các bạn nhá. Tức là điểm rơi không xảy ra. Đấy. Tức là không được. Dẫn đến là không được. Thì một có điểm rơi, một đánh giá điểm rơi thì đầu tiên các bạn phải tìm điểm rơi thì phải dự đoán điểm rơi. Dự đoán điểm rơi. Đấy, điểm rơi. Xem thử nói dập băng ở chỗ nào. Đấy. Khi bất đẳng thức đối xứng thì ta nghĩ tới là điểm rơi là tại các biến bằng nhau. Đấy. Nhưng khi bất đẳng thức không đối xứng thì bắt buộc chúng ta phải dự đoán điểm đánh giá thì khó hơn, đúng không các bạn? Khi tìm được điểm rơi rồi thì mọi vấn đề được gần như là định hướng, nó thuận lợi trong vấn đề mình thiết lập các đánh giá. Đây, ở đây A lớn bằng 3 này thì các em cứ cho A, các bạn có thể lập ra một cái biểu đồ này, cái biểu đồ đấy, chẳng hạn đây là A này, đây là B này. B bằng A bình cộng với A cộng 1 trên A. Đấy, mình lập cái biểu đồ này. Chẳng hạn A đây bằng 3. Thì đây là gì? Đây là 9 này. Cộng 3 là 12. 12 cộng 1 phần 3. Đấy, các bạn bấm máy tính ra nhé. Bấm máy tính ra thôi. Vì A đây là chẳng bằng 3 này. Bằng 4 này. Bằng 5 này. Và cho A tăng lên. Các bạn lập cái biểu đồ này.
thì sẽ có kết quả. Đấy. Cái này chúng ta có thể sử dụng máy tính bỏ túi. Chẳng A bằng 3. Thì 3 bình này cộng 3 này cộng 1 phần 3 này 1 trên 3 này là 12, chút thứ 3 lặp lại các bạn. 12,333 3 này đây bằng 4 nhá. Bằng 4 thì gì? Ở đây các em có thể nhập hàm được các bạn nhé. Ở đây thì thay số này. A bằng 4 này. Đây các bạn nhớ là nhập hàm thì thuận tiện hơn nhé. Thì 20. Đấy là nhảy lên 20,25 này. Đấy. Rồi A bằng 5. Bằng 5. Thay bằng số 5 đi. Số 5. 30,2 đây các bạn nhé, tăng lên rồi, 30,2. Vậy thế dự đoán điểm rơi bắt đẳng thức đạt giá trị nhỏ nhất tại cái điểm này các bạn. A3, tức là dự đoán điểm rơi. Mà không phải dự đoán đấy, thật sự luôn, điểm rơi là A tại P đạt giá trị nhỏ nhất tại A3. Còn khi A tăng lên thì rõ ràng là các bạn chú ý là cái chỗ này, cái A này nó tăng lên, nó là A mới dẫn đến dương vô cực này, thì cái P này cũng dẫn đến dương vô cực các bạn nhé. Thế đúng phân tích rất kỳ, còn khi các em biết rồi thì các em sẽ làm chỉ một vài phút thôi nhé, còn như dễ nhân kẹo những cái hiểu bản chất thì các em phải hiểu sau thực hiện thì dễ nhé. Do đó ta đánh giá, do đó ở đấy ta phải đưa ra một cái lượng, lúc này phải tính những cái giá trị này. Bước tiếp theo là các em phải tính này để dùng cái A này để triệt tiêu cái A này, thì rõ ràng khi đó là A đây bằng 3 này, còn 1 trên A này bằng 1/3. Đấy. Cho đó để cho cái alpha, bây giờ ta phải tách cái A này bằng alpha 3 bằng 1/3 tại A bằng 3. Đấy. Thì đây là alpha sẽ bằng 1/9 này, thay vào alpha 1/9. Vậy tách ra để khử cái lượng nhỏ này. Vì khi A lớn 3 thì đấy là lượng nhỏ. Thì ta phải đưa vào là 1/9. 9A. 1/9A thì bên này phải là 8/9A, vì với là 8/9A nha các bạn nhé. Vậy ở đây ta thực hiện phép tách như sau. Đấy, phép tách đây là P sẽ bằng cái A bình phương này, ta để nguyên này, đây là 8/9, 8A trên 9 này cộng với A trên 9 này, đấy, cộng với 1 trên A này, dùng cái này để khử cái đại lượng này. Đấy. Thì áp dụng Cauchy vào đây thì P sẽ lớn bằng này, A bình này cộng 8A trên 9 này cộng với đây Cauchy này, đây là 2 căn của A trên 9 này nhân 1 trên A này. Này để rút con giá các bạn nhé. Đấy, thì 1/1/9 là 2, do đó đây là 2/3. Đấy. Còn cái này sẽ lớn bằng, cái này lớn bằng với A lớn bằng 3 mà. Các bạn nhớ A lớn bằng 3 mà, nghe chưa? Đây. Vậy suy ra P sẽ lớn bằng 3 bình này cộng với 8 nhân với 3 trên 9 này cộng với 2/3. Đấy, kết quả như vậy thôi. Bằng 37/3 các bạn nhé. Và rõ ràng theo cái dự đoán chúng ta và theo cái định hướng chúng ta thì P bằng 37/3. Thì rõ ràng khi phải chỉ khí là A bằng 3. Thỏa mãn các bạn nhé. Đấy, A bằng 3 thỏa mãn. Vậy sẽ là P min. Đấy. Bằng 37/3. Đấy, các bạn nhớ thế. Là như vậy các bạn nhé. Đấy.
Cho nên rằng là cái việc đấy là thủ tục trình bày lại thôi, còn cái định hướng tư duy cơ bản nhất là sử dụng chỗ này, cái bảng này và thiết lập cái đánh giá này. Do đó ở đây các bạn hình thành cái quy trình tìm điểm rơi đấy. Thì bước 1 là phải dự đoán điểm rơi, tức phải lập cái bảng này tạo ra dự đoán để xem thử điểm rơi nằm ở đâu nhá. Sau đó là điều chỉnh bộ số để cho xuất hiện điểm rơi xảy ra tại cái vị trí đó. Bước này, bước tách sổ này, tách biểu thức này, đấy là bước này để điều chỉnh biểu thức để xuất hiện điểm rơi, đấy. Và khi xuất hiện điểm rơi là mình thực hiện đó, đấy, thực hiện tách ra đấy. Và kết hợp những cái đánh giá phụ nữa, đánh giá phụ các bạn nhé, phụ này. Thì sẽ đi tìm được cái kết quả chúng ta. Đấy, bạn nhớ như thế như vậy, bạn nhớ như vậy. Vậy có 3 bước cơ bản. Bước 1 là dự đoán tìm điểm rơi. Đấy. Bước thứ hai là điều chỉnh bộ số để xuất hiện điểm rơi. Và bước thứ ba là thực hiện các đánh giá liên quan để hoàn thiện vật đang thực cần chứng minh. Đấy. Hoàn thiện đánh giá. Cho đó có 3 bước cơ bản các bạn nhé. Các bạn nhớ xem kênh của thầy là các em phải xem hết video bài giảng. Thì thầy phải phân tích, thầy phải chốt được vấn đề cho các em. Còn nếu không thì các em không thể thể hiểu, cũng hiểu đỡ đơn sơ sơ sai thôi các bạn nhé. Muốn vậy thì các bạn để thầy chốt được vấn đề của các em, các bạn nhé. Các bạn phải nhớ cho thầy như vậy, các bạn này nhé. Đấy. Các bạn phải nhớ cho thầy như vậy. Đấy. Cho bước 1 này là dự đoán này, tìm điểm rơi này, điểm rơi thầy chốt lại các em. Bước hai là điều chỉnh này, bộ bộ số này, điều chỉnh bật ở biểu thức này, tức là ghép để tạo ghép này. Ghép tách nhé, tách số này. Bước thứ ba là thực hiện đánh giá các đánh giá phụ, đánh giá hoàn thiện chứng minh. Đấy, các bạn nhớ như thế vậy. Đấy, các bạn nhớ như thế. Một là dự đoán tìm điểm rơi này. Hai là điều chỉnh biểu thức này, ghép tách để xuất hiện điểm rơi. Cái này xuất hiện điểm rơi này. Điểm rơi này. Rồi cuối cùng là đánh giá hoàn thiện chứng minh nha. Xong. Các bạn nhớ như thế. Đấy, thì chốt lại bước 1 này, cái sơ đồ này dùng để tìm điểm rơi này. Bước 2 là điều chỉnh hệ bộ số này để xuất hiện điểm rơi này, cái vấn đề xuất hiện điểm rơi này. Và bước thứ ba là thực hiện các đánh giá để hoàn thiện cái việc chứng minh. Khi này là cái vấn đề gần như được giải quyết rồi các bạn nhé. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn một ngày tốt lành và hy vọng rằng kênh học toán của thầy sẽ giúp các bạn rất nhiều trong vấn đề học toán hoặc là giúp đỡ một vấn đề nào đó. Hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất. Chào các bạn.